Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, duy trì trạng thái rét khô ở phía Bắc. Theo đó thì nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ phổ biến từ 10 cho đến 13 độ. Còn khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 6 cho đến 9 độ. Vùng núi cao có nơi sẽ dưới 6 độ. Còn khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến sẽ từ 13 cho đến 16 độ. Cũng do tác động của không khí lạnh nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi thì mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa sẽ từ 30 cho đến 60 mm, có nơi thì trên 100 mm. Dự báo đợt mưa này sẽ không kéo dài nên tối ngày mai thì mưa sẽ giảm dần. Trong mưa dông thì sẽ có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nắng sẽ là thời tiết chủ đạo trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Khu vực Tây Nguyên cảm giác sẽ mát mẻ với nhiệt độ cao nhất không quá 28 độ. Còn khu vực Nam Bộ sẽ từ 29 cho đến 32 độ. Một số nơi như thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên đến 33 độ. Quý vị ra ngoài thì cần mang theo kính râm và che chắn da thật kỹ bởi chỉ số cực tím đạt ở mức ngưỡng rất cao. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa và chiều trời nắng, gió đông bắc mạnh cấp 3, có nơi cấp 4, trời rét, sáng sớm và đêm trời rét đậm, nhiệt độ 13-19 độ, độ ẩm 70-80%. Khu vực Trung Du và vùng núi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, sáng sớm và đêm trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ 12-20 độ, có nơi thấp hơn 11 độ, độ ẩm 70-80%. Khu vực thành phố Vinh, đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa và chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 3, trời rét, đêm và sáng sớm trời rét đậm, nhiệt độ 14-19 độ, độ ẩm 70-75%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa và chiều trời nắng, gió đông bắc mạnh cấp 3, cấp 4, trời rét, đêm và sáng sớm trời rét đậm, nhiệt độ 13-18 độ, độ ẩm 75-80%. Kết thúc bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn các nhãn hàng nước uống Ibizu, TH Chimil và Bắc Á Banh đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.